Ngày 9 tháng 10, Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho 52 đồng chí là lãnh đạo chỉ huy cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ tổ chức phiên tòa trực tuyến. Trong thời gian một ngày, các cán bộ chiến sĩ tham gia lớp tập huấn sẽ được giảng viên Học viện Cảnh sát Nhân dân truyền đạt các chuyên đề liên quan đến chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của Bộ Công an về tổ chức phiên tòa trực tuyến, kỹ năng sử dụng, vận hành phương tiện kỹ thuật và xử lý các tình huống nghiệp vụ, sự cố kỹ thuật phát sinh trong thực tế tổ chức phiên tòa trực tuyến, đồng thời nghe báo cáo tình hình, kết quả triển khai việc tổ chức phiên tòa trực tuyến ở một số đơn vị thực tiễn và giải đáp các thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của cán bộ chiến sĩ tham gia tập huấn. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm công tác hỗ trợ tổ chức phiên tòa trực tuyến, từ đó nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, triển khai áp dụng thực hiện đúng các quy định của pháp luật vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ tổ chức phiên tòa trực tuyến trong Công an Nhân dân.